Mến chào tất cả quý vị khán giả nha. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2023. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái tiến độ mới nhất ở công viên Trường 2 cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Thì phía trước mặt màn hình các cô chú anh chị đó là tàu kéo đang đưa một cái chiếc xà lan khổng lồ về trụ T16 ha. Thì cái xà lan này đang chở những cái khối bê tông rất là khổng lồ. Thì mình đoán đây là các khối bê tông để mà thử tải cho chỗ trụ T17 ha. Đây, cái chỗ trụ T17 này thì đang thi công nè. Bây giờ cũng lắp những cái dàn đà giáo xong xuôi hết rồi. Thì phía bên trên thì các anh đang làm cái giống như là cái chỗ mà để những cái cục bê tông thử tải nè. Bây giờ các anh đang đưa về ha. Đây, thì mấy hôm nay thì chắc là xe lớn, xe tải rồi xe công rồi này kia trở về bên bãi tập kết thì bắt đầu là các anh để xuống xà lan mang qua ha. Rồi quá trời luôn. Đây là một cục như vậy là không biết bao nhiêu tấn mà mình thấy to lắm nha. Đó. Ở bên trụ T14 thì các anh đang lắp dàn đà giáo này kia thì mình thấy là cũng xong hết trơn rồi. Thì mấy cái cục thử tải này thì các anh đã để sẵn phía bên dưới rồi. Nhưng mà bên trụ T16 thì do là không có cái đường xe ga. Còn ở bên trụ bên Tiền Giang á thì có xe ga. Đó nên là cái vấn đề mà vận chuyển thì nó sẽ dễ dàng hơn bên trụ T15, 16, 17 ha. Đó, người xem nè. Quá trời. Đó. Bây giờ chiếc cầu kéo này đang đó. Nó trôi quá, bắt đầu là anh đang cho nó đứng lại. Thấy vậy chứ cái xà lan này khổng lồ lắm nha, to lắm. Do mình quay ở xa mình thấy nó nhỏ chứ lại gần là thấy cái xà lan này to lắm. Các anh đang đợi nước đứng là bắt đầu là sẽ di chuyển, hay do là nhiều khi nước chảy quá thì kéo nó cũng hơi khó khăn, do là cái xà lan này không có động cơ nên là phải sử dụng cái tàu kéo này. Đó, bắt đầu là cho nó trôi tự do này ha. Rồi bắt đầu là anh qua đầu này anh kéo ngược lại cho cái phần đuôi nó vô. Thì hôm nay là bên đây thấy nó trống trải hơn bình thường rất là nhiều, do là xà lan màu xanh xanh, cái cẩu đó đó, cái cẩu màu đỏ đỏ bên kia thì đã được di chuyển qua bên kia rồi. Thấy nó trống trải và mọi người sẽ thấy được cái trụ bệ dàn gió ha. Đây, nhìn thấy rất là rõ luôn. Đây, ngay tại vị trí này. Thấy cái trụ T17 hoành tráng quá luôn. Thì nơi đây là sẽ thi công những cái sợi cáp dây băng cuối cùng là cáp 14, 15, 16 ha. Bây giờ trời đang chuyển mưa này cả nhà ơi. Mọi người xem nè, trời chuyển mưa đen thui hết ha. Bắt đầu vào mùa mưa rồi, nên là buổi chiều hay có mưa lắm. Khi mà vận chuyển những cái xà lan to như thế này để mà phục vụ công trình công viên Trường 2 á, thì ban quản lý điều hành điều tiết rồi này kia đó thì đang chặn những cái tuyến lối ra, giống như ở đây là có ngã ba này, mọi người xem này, ở đây có một cái chiếc cano của anh điều tiết nè đang đậu ở trên này, là không có cho xà lan hay là ghe xuồng gì ra để tránh va chạm với cái xà lan này. Đó, bắt đầu là chiếc tàu kéo này đang đi ra nè, để lôi cái đầu vô tiếp tục.
Hoa cái khúc này thấy mấy cái cục thử tải này quá trời to luôn nè. Cái này là chắc là sẽ đậu sát vô trong bào luôn ha. Ồ, cả nhà mình thấy khổng lồ. Mấy cục đó là mấy cục thử tải đúng không anh? Mấy cục đó là cục thử tải đúng không? À đó, anh nói là thử tải trên trụ T17 nha. Đó, bây giờ cái tàu kéo này đang đẩy vô nè ha. Đẩy vô từ từ. Mấy chiếc xà lan này mỗi lần muốn đi đâu là phải có tàu kéo kéo đi. Rồi vô tới bờ rồi, gần tới rồi. Bên trong thì có mấy anh đang đứng để mà neo lại. Để xem hồi mình xem mà các anh có cẩu lên không, các đưa những cái cục thử tải này lên không, mình quay cho cả nhà mình xem tiếp tục ha. Ngay chỗ này là nhìn cái trụ dàn gió này cũng rất là to nha. Xảy ra cái trường hợp mà gió lớn rồi này kia đó thì cái này có nhiệm vụ giữ thăng bằng cho cái dầm của mình đang thi công. Điều tiết nè mọi người, sau khi vô cặp bến rồi mấy anh điều tiết bắt đầu đi quay về ha. Ở đây cũng vậy luôn nè, có những anh chặn ở ngoài và ở trong. Còn phía đây thì xà lan bên ngoài thì đang chở sắt thép để mà thi công lắp đặt cốt thép ở khối dầm cá chính ha. Có thể là hôm nay là sẽ bơm bê tông khối dầm cá chính, nhưng mà bây giờ đang trời đang chuyển mưa mà không biết chút xíu có hết hay không, thì bây giờ các anh đang trộn ở dưới trạm số 6 nè, đang chuẩn bị bơm sắt này kia. Các anh đã đưa ra hết trơn rồi nè, đó, mình xem nè. Đó, những cái khối sắt chờ để mà nối những cái dầm sau đó thì đã đưa ra hết rồi, thì có thể là chút xíu nữa các anh sẽ bơm bê tông thôi. Bến một cục như vậy chắc mấy tấn đó mọi người, to lắm nha. Rồi để chút xíu thì mình coi có cẩu lên không, mình quay tiếp tục cho các mình xem ha. Cũng cảm ơn tất cả các cô chú anh chị tất cả quý vị khán giả rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha. Thì trong video này do trời chuyển mưa nên là ánh sáng cũng hơi tối một tí và có gió nữa nên là âm thanh không được tốt cho lắm, nên là rất là mong tất cả các cô chú anh chị thông cảm ha. Mình sẽ cố gắng mình cập nhật liên tục những cái tiến độ mới nhất của công việc thứ hai cho tất cả quý vị khán giả được biết. Mọi người xem video thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo để mà khi mà mình đăng những video mới nhất thì cả nhà mình có thể là xem được tất cả những video mới nhất trong kênh của mình nha. Bye bye.